chấn động, hé lộ bí mật động trời năm 2024 âm lịch, tuổi Quý Sửu sinh năm 1973, đón vận may cực đỏ, hốt vàng, hốt bạc, trả sạch nợ nần, mua nhà, sắm xe, đổi đời giàu hơn tỷ phú trong 3 tháng phát tài, phát lộc này. Đầu tiên, xét cung mệnh cuộc đời tuổi Quý Sửu sinh năm 1973. Xem tử vi học phương Đông cho thấy, người sinh tuổi Quý Sửu mang mệnh mộc, được gọi là tang đố mộc, tức gỗ cây dâu. Do mang đặc tính của mộc, nên đa phần người tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 thường rất hiền lành, đôi lúc có phần nhút nhát. Họ sống thật thà và có lòng nhân từ lớn, ít khi thấy họ tỏ ra cáu gắt hay làm hại ai bao giờ. Nếu họ chót làm hại ai thì cũng vô cùng áy náy và dằn vặt bản thân. Trong cuộc sống, người tuổi Quý Sửu rất cần cù, chịu khó, họ có chí tiến thủ nhưng không quá tham vọng với quyền lực. Có thể nói những người sinh năm Quý Sửu tính cách khá trầm ổn, họ là người sống thực tế và tỉnh táo, không bao giờ để tình cảm ảnh hưởng tới chuyện công việc. Nếu chỉ dựa vào tình cảm thì khó lòng thay đổi được suy nghĩ cũng như quyết định của người này. Có nhiều chuyện nếu người khác xin ý kiến của họ thì chắc chắn họ sẽ thường nghiêng về phương án an toàn, nắm chắc phần thắng trong tay nhất. Họ rất tự tin và không bao giờ chịu thỏa hiệp, cũng ghét sự yếu hèn, bạc nhược. Tính cách khô khan và cứng nhắc, lại thẳng thắn, trực tính, nên người tuổi Sửu, sinh năm 1973, dễ gây phật lòng, đắc tội với người khác. Đây là nhược điểm mà người này nên khắc phục. Những người tuổi Quý Sửu đã có gia đình thì càng phải hài hòa hơn, đừng tranh cãi với con kiếp của mình. Hãy trân trọng hạnh phúc mình đang có, yêu thương gia đình, tạo nhiều cơ hội và điều kiện để các thành viên trong gia đình nói chuyện tâm tình với nhau. Cuộc đời người tuổi Quý Sửu có gặp nhiều khó khăn, nhưng họ đều biết cách vượt qua để tạo lập sự nghiệp cho bản thân. Chúng ta hãy cùng nhìn lại quãng đường mà Quý Sửu đã đi qua. Kỳ thực trải qua sóng gió của cuộc đời, Quý Sửu cũng tôi rèn ra con người mình một bản thân cứng cỏi. Ở độ tuổi này Quý Sửu luôn nhìn thấy vấn đề ở một tầm cao hơn, làm cho người khác cảm thấy được đãi ngộ. Quý Sửu giống như một cuốn sách hay, khiến cho người người rung động tâm can, không cầu thả, nông nổi, bộp chộp, bất kể đứng từ góc độ nào mà nhìn, đều không cảm thấy nhạt nhẽo, vô vị, và một khi đã cầm lên đọc là không muốn dừng lại, thu được ích lợi vô cùng. Nhìn thì Quý Sửu như là một loại hồ đồ, kỳ thực lại là một dạng thông minh, sáng suốt, không vì ham muốn lợi nhỏ và mất đi khí tiết, trong tâm bảo trì vững nguyên tắc của mình. Nhìn thì như hồ đồ, nhưng nội tâm sáng tỏ. Khi giao tiếp giữa người với người, Quý Sửu là một loại nhường nhịn, lấy đức dày mà bao dung nâng đỡ vạn vật, lấy ơn báo oán, không dễ dàng lấy tu dưỡng của chính mình để khiêu chiến với sự nông cạn của người khác. Đó cũng là một loại đạm bạc, giản dị, coi tiền tài danh lợi như mây khói thoáng qua, trong lòng như trăng sáng, tâm như nước lặng xem nhật nguyệt, mắt tựa gương sáng nhìn xuân thu. Với Quý Sửu, đó lại là một loại thong dong, tâm tính tựa như ánh sáng mặt trời ló dạng, cầm được thì cũng buông được, cần tiến thì tiến, cần lui thì lui, ổn định trầm tĩnh, bền tâm vững chí, dẫu Thái Sơn có đổ ngay trước mặt cũng không đổi sắc. Đó cũng là một loại cảnh giới, chiến thắng bản thân, tự mình trưởng thành, cao giọng làm việc, hạ giọng làm người, hạn chế biếng nhác, thường suy nghĩ có trách nhiệm, không quan tâm hơn thua, không kiêu căng ngạo mạn. Nếm trải cuộc đời, kỳ thực Quý Sửu cũng hiểu được rằng một đời người có thể gặp phải rất nhiều sự tình, tựa như mỗi lần chớp mắt lại là một vấn đề phát sinh, chúng đột nhiên xảy ra khiến ta không kịp trở tay, bất ngờ ập xuống, bất ngờ phát sinh. Cũng như vậy, một người sống trong hiện thực của xã hội sẽ phải chịu những thiệt thòi, phải chịu ủy khuất, đó là chuyện rất bình thường. Đồng nghiệp nói năng lỗ mãng, khinh mặt bạn, đơn vị làm việc bất công làm tổn thương bạn, cử chỉ lời nói của lãnh đạo không để mặt mũi bạn, hết thảy những điều này đều không có gì đáng ngại. Đều cần rộng lượng mà bỏ qua, đạm nhiên mà xử lý. Nếu cả ngày vây quanh mình là những chuyện suy tính quẩn quanh, bản thân lúc nào cũng cân đo thiệt hơn, được mất, lòng dạ hẹp hòi như thế, sao có thể thảnh thơi mà sống cho được. Tuy nhiên, chính bởi hội tụ trong bản thân tinh hoa của người mệnh mộc, nên Quý Sửu là người sống công bằng, cởi mở, coi trọng lý lẽ và các mối quan hệ xã giao ngoài xã hội. Chính nhờ vậy mệnh chủ Quý Sửu có cho mình những mối quan hệ chất lượng, nên hỗ trợ được rất nhiều người trong cuộc sống cũng như sự nghiệp phát triển không ngừng, gặt hái được sự thành công nhất định về địa vị cũng như tài lộc cho bản thân. Bước sang năm 2024 âm lịch, người tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 gặp rất nhiều khó khăn về mặt công việc cũng như tiền bạc của mình. Tuy nhiên,
chỉ cần quý vị hiểu rõ được vận mệnh thì ắt sẽ có cách hóa giải, mà đón được nhiều cát lành, tránh được điểm dữ trong cuộc sống của mình. Xét tổng quan năm 2024 âm lịch, tuổi Quý Sửu sinh năm 1973. Xét về thiên can, Quý gặp Giáp tương sinh, công việc làm ăn có phần ổn định, cuộc sống không quá nhiều sóng gió như trước, công việc đều đều, nguồn thu ổn định. Xét về địa chi, Sửu gặp Thìn lục hình, xấu, báo hiệu một năm công việc vất vả, nhiều trở ngại, hao tổn nhiều công sức, tự làm tự ăn, không có quý nhân phù trợ, dễ gặp chuyện thị phi, tiền bạc khó kiếm, nhưng lại dễ hao tổn, gia đạo khó an yên. Xét về ngũ hành, đương số mệnh tang đố mộc, gặp năm 2024, mệnh phúc đăng hỏa, là mối quan hệ sinh xuất, tuy có vất vả hơn người, nhưng vận khí hanh thông, dễ gặp nhiều may mắn, cả trong công việc, tiền bạc hay chuyện tình cảm lứa đôi, sức khỏe giảm sút đáng kể. Nhìn chung, vận mệnh của người tuổi Quý Sửu trong năm có sự phát triển tốt, những kế hoạch đặt ra thành hay bại đều do bản mệnh quyết định, khó khăn cũng có người sẵn lòng đứng ra giúp đỡ. Năm nay, người làm công ăn lương có dấu hiệu dịch chuyển hoặc thay đổi nơi làm việc, là cơ hội hay thách thức đều do bạn quyết định mà ra. Về tài lộc, nhờ có ngũ hành tương sinh, lại có các tài tinh chiếu mệnh, nên tiền bạc rủng rỉnh. Có điều sức khỏe không quá khả quan, bạn nên dành thời gian chăm sóc bản thân, cũng như các thành viên trong gia đình. Trong năm hung tinh chiếu mệnh chủ về tang sự, bạn cũng nên chú ý vấn đề này. Về chuyện tình cảm, gia đạo hài hòa, mối quan hệ vợ chồng yên ổn. Tuy nhiên, do có sao quả tú chủ về những suy nghĩ hỗn loạn, tâm lý phẫn uất, nên nếu giữ vợ chồng không có sự nhường nhịn lẫn nhau, thì mâu thuẫn dồn nén lâu ngày bị đẩy lên cao trào, ảnh hưởng tới hạnh phúc gia đình. Xét vận niên năm 2024 âm lịch, tuổi Quý Sửu sinh năm 1973. Theo tử vi tuổi Sửu 2024, năm con rồng, tuổi Quý Sửu nam mạng gặp vận niên, huyền cuồng phong, tức là chó bị gió giữ. Báo hiệu một năm tài lộc kém sắc, sức khỏe giảm sút, năm ngoái đã lận đận, năm nay vẫn còn một ít lo âu. Trong năm có thể gặp tai bay vạ gió, nhưng can đảm lên sẽ đánh đổ được tất cả trở ngại. Về chuyện tình cảm, không nên nhiều tự ái mà đánh mất hạnh phúc, nhún nhường một chút thì gia đạo hài hòa, người còn độc thân sẽ có đối tượng tới cầu cạnh nhân duyên. Xét về phương diện sự nghiệp, năm 2024 âm lịch, tuổi Quý Sửu sinh năm 1973. Xem tử vi năm 2024 âm lịch cho thấy, phương diện sự nghiệp của người tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 phát triển ổn định, chính ấn xuất hiện, nỗ lực bỏ ra, ắt thu về thành công như mình mong muốn. Đặc biệt, trong năm có sao mộc tinh chiếu mệnh, đây là dấu hiệu cho thấy, người này có nhiều kinh nghiệm trong công việc thì càng có cơ hội gặt hái thành công lớn hơn, bạn không nên bỏ lỡ nếu được trao cho cơ hội bạn nhé. Với người làm công ăn lương, năm nay để cao sự xông xáo, bạn càng chủ động, dám nghĩ, dám làm thì càng dễ tiến xa hơn, chính ấn giúp bạn thúc đẩy được tinh thần hăng hái theo đuổi mục tiêu của mình. Con đường phát triển sự nghiệp ngày càng thuận lợi hơn rất nhiều. Thêm nữa tam hội xuất hiện, các mối quan hệ nơi làm việc của bạn cũng khá tốt đẹp. Bên cạnh bạn luôn có những người đồng nghiệp nhiệt tình và tốt bụng, sẵn sàng sẻ chia mỗi khi gặp phải khó khăn. Thời điểm này nếu dám thoát khỏi vùng an toàn của bản thân, dám chấp nhận thử thách, thì thành công thu về sẽ vô cùng lớn. Với người làm ăn, kinh doanh, nhờ thương quan trợ lực, bạn có cơ hội đi xa, mở rộng mối quan hệ hợp tác làm ăn. Trong năm có quý nhân phù trợ, bạn không ngừng khẳng định được uy tín của mình, công việc kinh doanh, buôn bán cũng thuận lợi hơn trước, càng làm thì càng gặp nhiều may mắn, buôn bán có duyên, sự nghiệp thăng tiến bất ngờ. Có điều, ngũ hành bản mệnh sinh xuất cho lưu niên, lại thêm các cặp cát tinh hỗ trợ nhiều hơn cho nam giới, nên nữ mạng tuổi Quý Sửu dù có đạt được nhiều thành công lớn, nhưng vẫn rất vất vả và lao lực, ảnh hưởng xấu tới sức khỏe và chuyện tình cảm cá nhân. Ngoài ra, vận đen trong năm là huyền cuồng phong, tức chó bị gió độc, trong năm công việc của bạn có phần bất chắc, dấu hiệu kẻ tiểu nhân hớt tay trên rất nhiều. Vì vậy dù làm ở bất cứ việc gì, bạn cũng nên giữ kín bí mật, âm thầm thực hiện kế hoạch của mình và thu về thành công bạn nhé. Về phương diện tài lộc, tuổi Quý Sửu sinh năm 1973. Bước sang năm 2024 âm lịch, công việc tiến triển thuận lợi, tài lộc cũng có biến chuyển bất ngờ. Người tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 có cơ hội thu về cho mình những khoản tiền lớn về tay. Với người làm công ăn lương, bạn chỉ cần hoàn thành tốt công việc của mình,
ắt có được một khoản tiền lớn. Có thể thấy, thời điểm này cơ hội kiếm tiền khá nhiều, đôi lúc còn ập tới cùng lúc khiến bạn bất ngờ và hoang mang vì không biết nên bắt đầu từ đâu. Cơ hội nhiều và sẵn có, vậy nên vấn đề của bạn là tìm hiểu xem đâu là thứ phù hợp nhất với mình, chứ nên ôm đồm nhiều việc cùng lúc, tham quá thì thâm. Nhìn chung, trong năm có rất nhiều điều kiện thuận lợi để bạn thu tiền về túi, song dù có nóng lòng muốn gia tăng tài sản tới đâu, bạn vẫn nên tính toán tới tính hợp lý và an toàn. Làm gì cũng phải toan tính cẩn thận, đánh giá tình hình khách quan và sự khôn ngoan hơn, kẻo cơ hội đến nhưng bản mệnh lại chịu thiệt thòi vì sự nóng vội của bản thân. Với người làm ăn, kinh doanh, buôn bán hứa hẹn thu về nhiều lợi nhuận, bù đắp cho những thua lỗ trước đây. Có điều, chớ vội vàng mở rộng quy mô hoặc ôm đồm quá nhiều hàng hóa một lúc, kẻo hàng tồn kho thì nhiều, mà hàng mới thì không có. Tốt nhất bạn nên thận trọng, vừa làm vừa nghiên cứu thị trường cụ thể, chậm nhưng chắc còn hơn là nhanh mà thiệt hại vào thân. Với những ai có ý định khởi nghiệp trong năm nay, bạn nên thử sức với quy mô nhỏ, số vốn thấp nhưng lợi nhuận nhiều. Trong năm có sao Thái Dương chiếu mệnh, bạn có thể tìm người hợp tác là nam sẽ tốt hơn là nữ. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo, tuổi Quý Sửu sinh năm 1973. Người tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 đón một năm nhân duyên rộng mở, hạnh phúc đong đầy. Các cặp vợ chồng hiếm khi xảy ra cãi vã, nếu có thì cũng chỉ xoay quanh vấn đề về thường nhật, mức độ không quá nghiêm trọng nên mọi thứ trôi qua khá nhanh. Đặc biệt, trong năm có sao Dịch Mã thôi thúc sự dịch chuyển, đi lại, rất có thể bạn cũng đón nhận những mối duyên bất ngờ trong các chuyến đi đó. Nếu có cơ hội, hãy thử trải nghiệm du lịch một mình, hay lên kế hoạch cho một chuyến đi dã ngoại thư giãn đầu óc, vì biết đâu nhân duyên mà bạn vẫn luôn tìm kiếm lại xuất hiện ở những dịp như vậy. Việc có người đồng hành chung bước sẽ khiến bạn thêm hăng hái phát triển bản thân, nên cũng hãy cứ thử cho đôi bên cơ hội xem sao bạn nhé. Có điều, quý vị cần quan tâm tới con kế mình nhiều hơn. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Quý Sửu sinh năm 1973. Bước vào năm 2024 âm lịch, sao Dịch Mã xuất hiện, khiến bạn thường xuyên phải đi lại, chạy ngược chạy xuôi giải quyết công việc, nên ảnh hưởng phần nào tới thể trạng. Nếu xảy ra áp lực tinh thần, thì mọi chuyện sẽ càng thêm rối ren. Điều quan trọng nhất là bạn cần thời gian nghỉ ngơi và cân bằng lại trạng thái tinh thần. Trong năm này, hãy dành ra các khoảng thời gian nghỉ thích hợp, giúp cơ thể được sạc lại năng lượng. Bên cạnh bản thân, bạn cũng nên quan tâm tới sức khỏe của các thành viên trong gia đình. Trong năm có hung tinh điếu khách chiếu mệnh, chủ về tang sự, bạn cũng nên chú ý về vấn đề này. Mặc dù trong năm gặp nhiều khó khăn và vất vả, thế nhưng chỉ cần bước vào 3 tháng phát tài sau đây thì quý vị sẽ thấy dễ thở hơn rất nhiều. Không những công việc thuận buồm xuôi gió mà tiền bạc kiếm được cũng trở nên dễ dàng hơn trước. Tiền tỷ kiếm về tay là điều hiển nhiên. Cụ thể tháng phát tài, may mắn đầu tiên chính là tháng 4 âm lịch. Xem tử vi học phương Đông cho thấy, tháng 4 âm lịch sẽ là một tháng vận trình của người tuổi Quý Sửu có thăng tiến lớn, nhiều điểm sáng bất ngờ. Tuy nhiên cũng không phải không có khó khăn nhất định. Trên phương diện sự nghiệp, nhờ cục diện tam hợp thái tuế che chở, công việc của những người tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 tiến triển thuận lợi, đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ và dần đi vào ổn định. Người làm công ăn lương được tập thể ủng hộ, phát huy tài năng, làm việc hăng say, đạt thành tích đáng nể. Lại thêm nguyệt lệnh lâm đất quan đới báo hiệu, cơ hội thăng tiến không hề ít, khó khăn trước mắt đều được đẩy lùi. Mọi việc hoàn thành đúng tiến độ, được cấp trên ghi nhận và tặng thưởng xứng đáng. Mọi chuyện đang đi đúng theo quỹ đạo mà bạn mong muốn, bản mệnh rất hài lòng với những gì mình đã gây dựng được cho tới hiện tại. Người làm ăn, kinh doanh có lộc trời ban, buôn bán phát đạt, dù vẫn còn tồn tại không ít thách thức và khó khăn, song bản mệnh không cần quá lo lắng, vì quý nhân luôn ở bên cạnh trợ giúp, sẽ có chỉ điểm vào thời điểm thích hợp để bạn đi đúng đường, đúng hướng. Bản tính trung thực và chăm chỉ cũng giúp bạn tự tạo ra cơ hội phát tài, gặt hái nhiều thành tựu đáng nể bằng chính đôi bàn tay của mình. Có điều dù có được hậu thuẫn hay giành được nhiều thành tích vẻ vang tới đâu, bạn cũng nên giữ thái độ khiêm tốn, đừng ngạo mạn thái quá, kẻo dẫn tới mối quan hệ xã giao bị hủy hoại. Nguyên nhân là tháng này Quý Sửu không có nguyệt lệnh ủng hộ, lâm cung suy cho thấy dấu hiệu bắt đầu suy thoái, vì thế vẫn nên hành xử thận trọng, cẩn tắc vô áy náy. Về mặt tài lộc, vận trình tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 có dấu hiệu khởi sắc hơn so với tháng trước.
người kinh doanh buôn bán tấp nập đơn hàng, hứa hẹn doanh thu bất ngờ, tiền bạc chi tiêu rủng rỉnh, bạn có thể tranh thủ tiến hành ý định kinh doanh hay mở rộng đầu tư, nhưng chưa nên nóng vội kẻo đối mặt với rủi ro. Đừng lúc tài lộc rủng rỉnh, dù không phải là người tiêu xài phung phí, dù tiền nào của nấy, nhưng nếu không có kế hoạch quản lý tài chính thích hợp, bạn sẽ tiêu tốn khoản không nhỏ mỗi tháng cho thú vui hàng hiệu, tự gây thêm gánh nặng tài chính cho bản thân. Tháng này, để kích hoạt dòng chảy năng lượng tích cực của tài lộc, bản mệnh nên chú trọng bài trí phong thủy hợp lý ở hướng Tây Nam cho văn phòng, bàn làm việc và nhà ở. Tại phương vị này, phi tinh tháng có bát bạch tài tinh cư ngụ, bài trí phong thủy hợp sẽ có tác dụng thúc đẩy tài lộc vượng phát. Người làm công ăn lương nhận được các khoản lương, thưởng hậu hĩnh, đồng thời nhờ tính cách chăm chỉ của mình mà con giáp này cũng được cấp trên đánh giá cao. Nhiều người còn có cơ hội bước lên vị trí cao hơn, tiền kiếm được cũng càng nhiều. Cuối tháng có thực thần xuất hiện báo hiệu quý vị nhận được một khoản tiền hậu hĩnh về túi của mình. Về phương diện tình cảm, có nhiều khởi sắc nhờ bán hợp nâng đỡ, gia đạo hài hòa, vợ chồng đồng lòng, cha mẹ và con cái có tiếng nói chung nên không khí gia đình luôn vui tươi. Tháng phát tài tiếp theo là tháng 8 âm lịch. Trong năm bản mệnh có thể gặp nhiều khó khăn hơn trong việc kiếm tiền, nhưng điều đó không khiến con giáp này lùi bước. Bước sang tháng 8 âm lịch, ở phương diện sự nghiệp được chính ấn tọa mạng, cơ hội thăng tiến vô cùng lớn. Người làm công ăn lương công việc vẫn có những bước tiến triển nhất định, có thu hoạch xứng đáng. Tất nhiên, quá trình thực hiện khó tránh khỏi những va vấp, trở ngại, nhưng điều đó là bài học kinh nghiệm quý báu giúp bạn hoàn thiện bản thân. Yên tâm là thời điểm này bản mệnh dốc tâm, dốc sức, tập trung tinh lực làm việc, sẽ thu về thành quả xứng đáng, bên cạnh còn có đồng nghiệp đáng tin cậy, cấp trên hết lòng ủng hộ, mạnh dạn mưu đại sự, tương lai càng rộng mở. Với người làm ăn, kinh doanh, làm ăn buôn bán có thể có quý nhân trợ giúp, công việc thuận lợi, trong tháng quý vị có thể ký kết được một vài hợp đồng lớn, điều này sẽ giúp quý vị đạt được những mong muốn mà mình đề ra. Tuy nhiên, trong tháng vẫn có một vài cạnh tranh, quý vị làm gì cũng cần lấy nhu thắng cương, lùi một bước để tiến hai bước, càng hành sự thận trọng và dùng nhiều tâm huyết, thành công của bạn sẽ càng thêm rực rỡ. Sự nghiệp được quý nhân giúp sức, con đường tài lộc ngày càng khởi sắc, hanh thông, thịnh vượng, những khó khăn trước đó dần được hóa giải. Với công sức và tâm sức bỏ ra, tuổi Quý Sửu chắc chắn sẽ được hưởng thành quả xứng đáng. Người làm công ăn lương thu về một khoản tiền lương, tiền thưởng lớn. Với những ai đang nỗ lực mà chưa có được kết quả như ý thì đừng vội buồn. Bạn không nên quá xem trọng yếu tố vật chất, gây áp lực cho bản thân một cách thái quá. Bạn nên nhớ rằng, vì hiếm khi có lộc từ trên trời rơi xuống, nên bạn đang phải tự lực cánh sinh, thế nên thành quả đến muộn cũng là chuyện dễ hiểu. Lúc này đòi hỏi bạn phải thực sự kiên nhẫn hơn nhé. Nếu ai đang có kế hoạch khởi nghiệp, mở rộng kinh doanh hay triển khai đầu tư đều khá phù hợp. Tuy nhiên, nếu bạn thực hiện một dự án thì nên bắt đầu bằng những thứ nhỏ nhặt thôi, rồi đợi chúng lớn dần lên, bạn chẳng thể cáng đáng nhiều nhiệm vụ của một lúc đâu ạ. Song cát khí chưa đủ vượng nên cần phải làm việc đúng theo pháp luật, tránh tham lam mà dùng tiền vào những lĩnh vực đầu tư mạo hiểm. Tiền có được nhiều nhưng mất đi cũng không hề ít. Tháng phát tài cuối cùng trong năm là tháng 11 âm lịch. Tiếp nối tháng 8 âm lịch, con giáp này sẽ có tiền bạc đổ về theo cả thu nhập chính và thu nhập phụ trong tháng 11 âm năm 2024. Con giáp này khá may mắn khi không để việc chính ảnh hưởng tới nghề tay trái và ngược lại. Có điều chính vì công việc bận rộn, lu bu nên bản mệnh cần đến sự hỗ trợ của người thân trong gia đình, cũng cần sự giúp đỡ của bạn bè. Sống có trước có sau, chắc chắn ông trời sẽ chẳng phụ lòng người. Bản mệnh nên cố gắng nắm bắt thời cơ kiếm tiền trong tháng phát tài này. Cuối năm có nhiều việc cần phải chi tiêu. Nếu có thể tận dụng mọi khả năng sẵn có để có thể thu tiền đầy túi, thì tuổi Quý Sửu sẽ không cần phải lo lắng quá nhiều về vấn đề tài chính nữa. Với người làm công ăn lương, bạn nhận được các khoản thưởng nóng do hoàn thành tốt các nhiệm vụ được phân công. Nhờ khoản tiền này bạn có thể chi tiêu khá thoải mái mà không phải lo tới việc cháy túi. Nếu muốn tiếp tục cải thiện mức sống, bạn có thể sắp xếp thời gian cho các công việc làm thêm. Hãy tìm hiểu kỹ các thông tin trước khi bắt tay vào làm để có thể kiếm được công việc phù hợp, được trả công xứng đáng với công sức đã bỏ ra. Nếu có dự định bắt tay vào những lĩnh vực không quen thuộc, bạn có thể hỏi thêm ý kiến của người đi trước giàu kinh nghiệm nhằm dễ dàng xác định hướng đi, đồng thời tránh được những rắc rối không đáng có, tìm ra được phương hướng đúng đắn,
bạn có thể thu về lợi nhuận bước đầu. Với người làm ăn, kinh doanh, đây là thời điểm mà bạn nên nhanh chóng ký kết hợp đồng, xây dựng quan hệ với khách hàng, đối tác. Bạn giữ được chữ tín thì sẽ khiến nhiều người cảm thấy tin tưởng, quyết định hợp tác làm ăn lâu dài, hoặc giới thiệu thêm những mối làm ăn mới cho bạn. Cơ hội làm ăn đến tới tấp khiến bạn nhanh chóng thu được một khoản tiền lời lãi khả quan. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của nguyệt lệnh lâm mộ, nên bản mệnh cũng cần phải cẩn trọng trong công việc, chớ nên chủ quan, ngay cả những nhiệm vụ quen thuộc. Tuy phấn đấu làm giàu, nhưng bạn vẫn cần phải chú ý đến cách ứng xử với mọi người xung quanh, đừng nên có những hành động quá nóng nảy, bốc đồng trong quá trình giành giật cơ hội. Quý vị thân mến, để gia tăng may mắn, đón cát lành trong năm 2024 âm lịch, quý vị có thể tham khảo các mẹo phong thủy sau đây. Quý Sửu sinh năm 1973, mệnh mộc, tang đố mộc. Đầu tiên, mệnh mộc hợp với màu gì? Dựa vào đặc tính và ý nghĩa của mệnh mộc và quy luật tương sinh, tương khắc của ngũ hành, mệnh mộc hợp với màu sắc của hành thủy. Vì thủy sinh mộc nên đây là mối quan hệ tương sinh. Những màu sắc này là màu đen và màu xanh dương. Mệnh mộc cũng hợp với màu của hành mộc. Vì mộc với mộc là mối quan hệ tương hợp, màu sắc này là màu xanh lá cây. Mệnh mộc không hợp với màu sắc của hành kim. Vì kim khắc mộc là mối quan hệ tương khắc. Những màu sắc này là màu trắng, xám, ghi. Tương tự như vậy, mệnh mộc cũng không hợp với màu sắc của hành thổ, vì mộc khắc thổ. Những màu này là màu vàng, nâu đất và nâu nhạt. Ngoài ra, người mệnh mộc không nên chọn màu thuộc hành hỏa, vì mộc sinh hỏa. Tuy là mối quan hệ tương sinh, nhưng mộc mất đi năng lượng để hỗ trợ cho hỏa, nên trong trường hợp này sẽ là người mệnh hỏa bị tiêu hao năng lượng. Màu sắc thuộc hành hỏa là màu đỏ và tím. Thứ hai là con số và cây trồng may mắn hợp với tuổi Quý Sửu sinh năm 1973. Con số may mắn của Quý Sửu là số 1 và số 9. Ngược lại, số 3 và số 4 là con số không may mắn cho bản mệnh. Cây trồng may mắn của cô bác Quý Sửu là cây uất kim hương, cây thương xanh và cây hoa anh đào. Thứ ba, Phật bản mệnh của tuổi Quý Sửu. Người tuổi Quý Sửu được sự phù hộ của Bồ Tát Hư Không Tạng. Bồ Tát Hư Không Tạng tên tiếng Phạn là Akagasaba, dịch âm là Asa Sa Bích Bà, còn được gọi là Hư Không Dực, Hư Không Quang, là một trong những đại Bồ Tát của Phật giáo. Hư Không Tạng là vị Bồ Tát chủ về trí tuệ, công đức và tài phú, bởi vì những yếu tố đó giống như hư không, mênh mông, vô biên, hơn nữa còn có thể thỏa mãn hết thảy những nhu cầu, khiến cho chúng sinh đạt được ích lợi vô cùng. Chính vì thế mà Ngài có cái tên như vậy. Cách hóa giải sao kế đô theo phong thủy cho nam mạng Quý Sửu sinh năm 1973 trong năm 2024. Đồ phong thủy, sao kế đô là sao thuộc hành thổ. Muốn hóa giải được những nguồn năng lượng tiêu cực từ sao này thì cần phải dùng hành kim để tiết chế. Do đó nên mặc những đồ màu trắng, bạc, xám, ghi. Có thể dùng những vật phẩm phong thủy làm bằng đá quý màu trắng như thạch anh trắng để áp chế. Tích cực làm việc thiện, chủ động làm nhiều việc thiện giúp đỡ mọi người xung quanh, thường xuyên phóng sinh, dần dà tai ương sẽ tan biến. Việc dâng sao giải hạn tốn kém, mất nhiều công sức mà chưa chắc đã có được hiệu quả bằng chính việc làm của bản thân mình. Cách hóa giải hạn địa võng cho nam mạng Quý Sửu sinh năm 1973 năm 2024. Về làm ăn, tốt nhất làm ăn chân chính, buôn bán kinh doanh rõ ràng và minh bạch, nhập hàng hóa sản phẩm đúng chất lượng, có hóa đơn chứng từ rõ ràng, đừng vì cái lợi nhuận mà bán rẻ lương thân. Về gia đạo, mọi người trong gia đình là một, gia chủ gặp hạn không nên hơn thua tránh điều đáng tiếc xảy ra. Luôn yêu thương và nhường nhịn lẫn nhau, đừng vì lời nói của người khác mà tình cảm gia đình tan nát, chia ly xa cách. Dù có chuyện gì xảy ra thì mọi người nên ngồi lại mà tìm cách giải quyết. Tinh thần hướng thiện, gia chủ cần thành tâm, sống hướng thiện, cho đi mà không cần nhận lại. Thường xuyên đi chùa thắp hương cầu Phật mong gia đạo được bình an, sức khỏe dồi dào. Cảnh báo, đương số không nên đi ra khỏi nhà vào trời tối, không may tai nạn bất ngờ xảy ra rất nguy hiểm. Đồng thời không nên cho người lạ vay mượn tiền hoặc ngủ nhờ qua đêm, chẳng may gặp phải kẻ xấu nổi lòng tham đánh cắp tài sản, thậm chí còn sát hại đến tính mạng. Cách làm tăng cát tính của sao Thái Dương cho nữ Quý Sửu trong năm 2024. Làm ăn ngay thẳng, tập trung vào nhiệm vụ của mình, quyết tâm cố gắng không ngừng. Bản mệnh đặc biệt tránh tình trạng làm gian,
làm lậu mà nam hay nữ mệnh cũng đều sẽ gặp điều không may. Cư xử khiêm tốn, dù là người có vị thế cao hay thấp, bản mệnh cũng nhớ nhắc nhở bản thân hành xử khiêm tốn, đặc biệt cấp dưới nên tuân theo các quy định của tập thể và của lãnh đạo, nếu không dễ vướng vào những chuyện mâu thuẫn, tranh chấp không đáng có. Nắm bắt thời cơ, hãy tự tin vào khả năng của bản thân mình để có thể nắm bắt những cơ hội xuất hiện trước mắt. Bạn không nên chần chừ, do dự quá lâu, để kẻ khác chớp mất thời cơ. Đeo đồ phong thủy, tuổi này có thể đeo trang sức đá quý màu nâu, màu vàng như thạch anh yêu linh nâu, hổ phách, thạch anh vàng, thạch anh tóc vàng. Cách hóa giải hạn địa võng cho nữ quý sửu trong năm 2024. Về làm ăn, tốt nhất làm ăn chân chính, buôn bán kinh doanh rõ ràng và minh bạch, nhập hàng hóa sản phẩm đúng chất lượng, có hóa đơn chứng từ rõ ràng. Đừng vì cái lợi nhuận mà bán rẻ lương thân. Về gia đạo, mọi người trong gia đình là một, gia chủ gặp hạn không nên hơn thua tránh điều đáng tiếc xảy ra. Luôn yêu thương và nhường nhịn lẫn nhau, đừng vì lời nói của người khác mà tình cảm gia đình tan nát, chia ly xa cách. Dù có chuyện gì xảy ra thì mọi người nên ngồi lại mà tìm cách giải quyết. Tinh thần hướng thiện, gia chủ cần thành tâm, sống hướng thiện, cho đi mà không cần nhận lại. Thường xuyên đi chùa thắp hương cầu Phật mong gia đạo được bình an, sức khỏe dồi dào. Cảnh báo, đương số không nên đi ra khỏi nhà vào trời tối, không may tai nạn bất ngờ xảy ra rất nguy hiểm. Đồng thời không nên cho người lạ vay mượn tiền hoặc ngủ nhờ qua đêm, chẳng may gặp phải kẻ xấu nổi lòng tham đánh cắp tài sản, thậm chí còn sát hại đến tính mạng. Vâng, quý vị thân mến, vừa rồi là chia sẻ của Minh Đường Tử Vi về vận trình tử vi của người tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 trong 3 tháng phát tài năm Giáp Thìn 2024. Hy vọng rằng với những chia sẻ ngày hôm nay của chúng tôi, quý vị có thể gia tăng được may mắn, đón cát lành, tránh điềm dữ trong thời gian tới. Nếu có băn khoăn hay thắc mắc, quý vị có thể để lại thông tin xuống phía dưới phần bình luận để ban biên tập chương trình có thể luận giải chi tiết trong thời gian sớm nhất. Nếu thấy hay, quý vị cũng đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho ban biên tập chương trình, đồng thời nhấn vào quả chuông bên cạnh để cập nhật những thông tin sớm nhất từ chúng tôi. Chương trình đến đây là hết. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau. Xin trân trọng cảm ơn.